Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn độ một chiếc đèn pin di động dùng khi mất điện hay là dùng để soi gầm xe, khá là tiện và thời gian sử dụng rất là lâu. Sử dụng pin Makita của máy khoan và chiếc đèn pha của xe đạp điện. Mình có ở đây là chiếc đèn pha của xe đạp điện. Chiếc đèn này thì có công suất là 12W, nguồn điện sử dụng là từ 12 cho đến 80V. Pin Makita của chiếc máy bán bếp mình đang sử dụng là 18V, do đó thì chiếc bóng đèn này sử dụng thoải mái. Và để có thể làm thành một chiếc đèn thì mình sẽ dùng thêm một chiếc đế pin như thế này. Cái này thì có bán ở rất nhiều nơi, hoặc nếu các bạn không có thì các bạn có thể lấy trực tiếp cũng được. Việc còn lại thì chúng ta sẽ lắp lại như thế này để có thể cầm đi cho tiện. Và bây giờ thì mình sẽ nối hai cực của bóng đèn với hai cực của pin. Trên chiếc đèn này thì mình có làm một chiếc công tắc và một chiếc rắc nguồn để có thể tháo ra cho tiện. Và bây giờ thì mình sẽ nối hai cực của bóng đèn với hai cực của pin. Các bạn lưu ý là nối đúng cực âm với âm và dương với dương thì đèn mới sáng. Ok, như vậy là mình đã nối xong. Và bây giờ thì mình sẽ lắp chiếc đế vào như thế này. Như vậy là đèn đã sáng. Mình đã hướng dẫn các bạn làm một chiếc đèn pin di động sử dụng pin Makita và bóng đèn pha của xe đạp điện. Sử dụng khi mất điện khá là tiện, thời gian sử dụng khá là lâu. Nếu thấy hay và hữu ích thì hãy like cũng như chia sẻ video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.